Không, em Đạt đi ngủ. Nói dối đã giả dối hả chồng? Mang. Hết bây giờ đi lúc đi sạch đi ra đến đẹp mà sạch đi. Dạo lắm, là liền. Với gì em có đạm không đứa được. Lấy gấp bớ. Xuống đây bánh FC ở đâu? Bánh gì? Thanh xuân là bài, thanh xuân là thầy bài gì? Vợ ơi, cái bài thanh xuân là bài gì hả vợ? Không biết, thanh xuân. Có cái mình đi tốt thì phải đứng đà mà. Dạ. Vợ em đưa ấp. Đợi đây một tí, vợ em đợi một tí nhá. Mình nhau vô rồi. Cái gì cháu? Nhà nghe thầy. Nghỉ. Bài này thì không hát được. Xuống lấy bánh của FC á. Chắc cái nha bà. Đó rồi đó. Dạ khăn kia ta khăn sẽ hát thì. Vợ hát đi. Trong hôm nay vợ hát mai mân kia của em ăn đi bạc rồi. Là cái gì? Phi nói, phi hát. Phi mong đưa tay tại sao Ardi à Adi này. Đúng. Mà thua lắm rồi nè. Mà thua lắm. Đây, Adi này, Adi này. Mà thua là cái xe kì. Lỡ nó mà thua là. Đó là cứ lấy thế là vừa đi xa cắn. Đó là cứ lấy thế kì lắm à. Này, Adi. Vì với anh em là tất cả, anh mới mang em là thế, chỉ chờ ra. Dù đã tan thành ba, vẫn không thể chia tình ta. Dừng. Xì tốp. Yêu, mà tụi lan thấy cái kẻ tưởng. Yêu tưởng, mà nó không có nhà ai vậy. Azi, con giờ đi Azi gì? Adi nói, Adi nói, Phi nói, chồng. Adi không có nói ai. À cũng khăn nhỏ mong, à cũng mang, à khăn nào cũng được tập mang adu, đặt có nghĩa là khăn cũng đã ăn đã. Nghe chồng nói. Vi nói với mình là. Thế bây giờ vợ với chồng kết hôn thì Adi kết hôn ai? Adi girl Việt Nam yêu Adi không? aku kan ngomong gini mas. Apa sebenarnya kan kita kan udah berdua. Nah, ayo kita mencarikan jodoh untuk Mas Adi. Orang Vietnam ada yang suka sama Mas Adi enggak ya? Ada, tak ngono. Adi không kết hôn, Adi một mình à? Terharu lắm. Đấy, nhiều. Adi không chống. Tại sao khóc? Không có bùi, không có cái bên. Có. Cơn Việt Nam nhiều. Nè. Nhiều. Adi kết hôn em nhé. Adi kết hôn em nhé, nhiều. Ôm. Đã ra rồi không? Không. Thế nên sẽ ngã rập một chợ của bà Pia. Kể cái lời bằng Việt lắm mà quay thở quay thở. Go. Có không? Nhiều. Adi kết hôn không? Girl Việt Nam? Không. Tại sao không? Không.
kem rapikan ôi chứ là tiếp bao lâu thế này. Không, ê Abi không biết giống nói cái gì. Vợ nói Adi đi, vợ nói Adi kết hôn với Việt Nam không? Kem rapikan ở Việt Nam. Không. Không cái gì à? Có cái ê, không cái cả kem có cái kem. Không. Adi. Lễ uống thử rồi. Adi. Để khai cái lâm sắp. Nó mong thay ra Việt Nam mà xí. Adi. Tán si kim. Đúng. Đúng không vậy? Si kim sẽ trường blue. Good. Thế nào? Đứng. Khoái chưa? Ừ. Ê, khoái. Mọi người nói ok luôn này. Ok luôn. Yeah. Oh yeah, skin. Skin xem gì? Đúng không? Kurang apa tuh mas? Podo-podo Vietnam nih. Agamanya lo wis Islam sikin. Sembak gula iki apa nih? Adi. Oke không? Hah? Ya. Ya. Thế nào Sikin nhá? Ok không? Adi. Okay.